Thứ bảy, về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương đã dành gần 1/3 thời gian của hội nghị, tức là 5 ngày, để nghe báo cáo, nghiên cứu và cho ý kiến về nội dung rất quan trọng này. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và sự gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 21 ngày chia làm 4 đợt trong 3 tháng, tức là từ 12 tháng 7 cho đến nay là hơn 3 tháng, riêng về kiểm điểm chứ chưa nói là chuẩn bị, để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng vì sự trong sạch vững mạnh của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết thương yêu đồng chí, vừa có lý có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm vi phạm theo phương châm trị bệnh cứu người, giúp nhau cùng tiến bộ. Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào các nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Các vấn đề nổi cộm bức xúc được quan tâm đều được đặt ra phân tích mổ xẻ và rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý, tự phê bình và phê bình, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, chân thành. Qua kiểm điểm tự phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là những khuyết điểm của mình, phân tích làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa khắc phục. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều hết sức thấm thía, day dứt trước những thiếu sót khuyết điểm, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới lề lối làm việc, gương mẫu giữ gìn đạo đức lối sống, đoàn kết gắn bó hơn trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đấy là về nhận thức. Và trên thực tế, nhiều đồng chí đã tự giác xem xét nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh một số hành vi trong công tác và cuộc sống hàng ngày của mình, của gia đình, vợ con và người thân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bàn và chỉ đạo giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm bức xúc, phát huy các nhân tố tích cực, siết lại kỷ luật kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Cũng qua việc kiểm điểm lần này, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có điều kiện hiểu biết nhau hơn, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, đoàn kết, gắn bó hơn. Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm cũng đã có tác động lan tỏa, nêu gương cho cấp dưới học tập và làm theo, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Nhìn chung, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn có ý thức giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, nêu cao trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Trước tình hình quốc tế và trong nước cũng diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, bám sát các quan điểm đường lối nêu trong cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn, quyết định nhiều chủ trương quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khóa nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên.
việc một số cán bộ cao cấp, cả đương chức và nguyên chức, có lúc có việc còn biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức lối sống của bản thân và gia đình. Nói không đi đôi với làm đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân đồng chí đó. Chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực như tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, vân vân, ta vẫn nói. Và một số trường hợp phân công đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận đồng tình. Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng, kiểm tra giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, mà điển hình là Vinashin, Vinalize, hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế khuyết điểm chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, vân vân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên như nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù nhiều khuyết điểm hạn chế có từ các khóa trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng ủy viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm hạn chế đó. Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này, cũng như sự quyết tâm nỗ lực lớn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến phê bình rất thẳng thắn, sâu sắc. Kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm khuyết điểm và tự giác, tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên, uy tín càng cao hơn, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng. Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiết. Đó cũng chính là một bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước. Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật xin lỗi trước toàn Đảng, toàn dân và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững niềm tin lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội 11 của Đảng đã đề ra. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương cũng ghi nhận
biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã bước đầu tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng. Trung ương yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần của nghị quyết Trung ương 4. Không làm qua loa hình thức. Càng xuống cấp dưới, cấp cơ sở càng phải được chỉ đạo chặt chẽ, hết sức tránh tư tưởng đại khái, làm chiếu lệ, làm cho xong. Đặc biệt, phải có những việc làm thật cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế để mỗi tổ chức mạnh hơn, mỗi cá nhân tiến bộ gương mẫu hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thưa các đồng chí, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Với một khối lượng lớn công việc, chúng ta đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và xây dựng Đảng, kể cả việc quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương và lần đầu tiên tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn rất thành công trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Thành công của hội nghị, ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí Trung ương, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà khoa học, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của Đảng. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp vô cùng quý báu đó. Tôi tin tưởng rằng với thành công của hội nghị lần này và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, trước hết là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, hưởng ứng, nhiệt tình của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết kết luận của hội nghị lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân với niềm tin và khí thế mới.